Hải Yến xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, cái chết của một ngôi sao là một trong những sự kiện bạo lực và kịch tính nhất vũ trụ. Những sự kiện như vậy thường rất khó quan sát. Nó chỉ dễ dàng được phát hiện khi vụ nổ đã xong, để lại một đống lộn xộn. Vì vậy, mục tiêu của các nhà nghiên cứu là làm sao theo dõi được quá trình một sao khổng lồ đỏ hấp hối và phát nổ. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi đó. Mặc dù vậy, mới đây, các nhà thiên văn học đã lần đầu tiên theo dõi trọn vẹn quá trình phát nổ của một siêu sao khổng lồ đỏ. Đây được coi là một bước đột phá giúp các nhà nghiên cứu hiểu biết hơn về những gì xảy ra với một ngôi sao khổng lồ đỏ trước, trong và sau khi chết. Vậy quá trình phát nổ của một siêu sao khổng lồ đỏ sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay để có câu trả lời. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Không có gì là tồn tại mãi mãi, đó là quy luật của vũ trụ. Đối với những ngôi sao cũng vậy, chúng cũng có vòng đời nhất định, có sinh ra, có lớn lên và cũng có kết thúc. Tuy nhiên, mỗi ngôi sao hoặc kiểu sao, chúng lại có một số phận riêng. Ngay kể cả mặt trời của chúng ta cũng vậy, nó cũng kết thúc hành trình của mình theo một cách riêng. Người ta dự đoán rằng, trong khoảng 4,5 đến 5 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ phình ra trở thành một sao khổng lồ đỏ. Khi đó bán kính của nó có thể vượt ra ngoài quỹ đạo của hỏa tinh, thậm chí là nhấn chìm trái đất. Sau quá trình đó, nguồn hydro trong lõi dần cạn kiệt, các phản ứng tổng hợp hạt nhân giảm dần. Đến thời khắc quyết định, lõi của mặt trời sẽ sụp đổ dưới lực hấp dẫn của chính nó để tạo thành một sao lùn trắng. Còn lớp vỏ bên ngoài bị đẩy ra ngoài không gian tạo thành một tinh vân. Đó là kịch bản cuối cùng của mặt trời được các nhà khoa học chấp nhận rộng rãi nhất. Để chắc chắn hơn về kịch bản đó, từ lâu các nhà nghiên cứu đã để mắt đến những sao khổng lồ đỏ trong vũ trụ. Họ mong muốn có được cái nhìn thực tế về quá trình hấp hối và diệt vong của chúng. Tuy nhiên, quan sát được một ngôi sao khổng lồ đỏ đã khó. Quan sát được nó đúng vào thời điểm phát nổ còn khó hơn rất nhiều lần. Nhưng mới đây, các nhà khoa học đã lần đầu tiên ghi lại thời khắc kết thúc của siêu sao khổng lồ đỏ trước khi nó trở thành một siêu tân tinh. Để phát hiện ra sự kiện tuyệt vời này, các nhà khoa học đã sử dụng kính viễn vọng Pan-STAR ở Hawaii. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra ngôi sao khổng lồ đỏ vào mùa hè năm 2020. Đây là ngôi sao nằm trong thiên hà NGC 5731, cách trái đất khoảng 120 triệu năm ánh sáng. Theo ước tính, nó có khối lượng gấp khoảng 10 lần mặt trời. Các thành viên nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra sự hiện diện của nó thông qua lượng ánh sáng khổng lồ mà nó phát ra. Vào khoảng 130 ngày sau đó, vào tháng 9 năm 2020, họ đã vô cùng bất ngờ khi chính ngôi sao đó phát nổ trong một sự kiện siêu tân tinh thắp sáng bầu trời. Sử dụng máy quang phổ hình ảnh độ phân giải thấp của đài quan sát Keck ở Hawaii, nhóm nghiên cứu đã nhanh chóng chụp được tia sáng cực mạnh và thu được quang phổ đầu tiên của vụ nổ. Siêu tân tinh được xác định thuộc siêu tân tinh loại 2, được đặt tên là SN2020-TLF. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Vật lý Thiên văn ngày 6 tháng 1 năm 2022. Trong nghiên cứu mới, các nhà thiên văn đã tập hợp các quan sát về ngôi sao từ tháng 1 năm 2020 đến khi phát nổ và gần một năm sau vụ nổ. Tất cả thông tin đó đã cho các nhà khoa học hiểu được khu vực lân cận là như thế nào, ngôi sao hoạt động ra sao trong những ngày cuối cùng và cách siêu tân tinh hoạt động. Điều mà các nhà thiên văn đặc biệt quan tâm là khoảng thời gian 4 tháng trước khi siêu tân tinh xảy ra. Họ nhận thấy ngôi sao phát ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn so với bình thường. Điều này hoàn toàn trái ngược với những hiểu biết trước đây khi các nhà thiên văn chưa chứng kiến sự kiện này. Khi đó, họ cho rằng các siêu sao khổng lồ đỏ tương đối yên tĩnh.
họ không tìm thấy bằng chứng về các vụ phun trào dữ dội hay phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Phát hiện mới lạ về bức xạ sáng đến từ một siêu sao khổng lồ đỏ trước khi phát nổ cho thấy rằng ít nhất một số ngôi sao trong giai đoạn này phải trải qua những thay đổi đáng kể ở cấu trúc bên trong, từ đó dẫn đến những khoảnh khắc phóng khí hỗn loạn trước khi sụp đổ. Tác giả chính của nghiên cứu cho biết, nó giống như xem một quả bom hẹn giờ đang tích tắc. Chúng tôi chưa bao giờ thấy hoạt động bạo lực như vậy ở một siêu sao khổng lồ đỏ đang chết dần chết mòn, nơi chúng tôi thấy nó tạo ra một phát xạ sáng như vậy, sau đó sụp đổ và bốc cháy cho đến tận bây giờ. Khám phá của nhóm nghiên cứu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nghiên cứu về các sao khổng lồ đỏ sau này. Việc phát hiện ra siêu sao khổng lồ đỏ hấp hối phát ra bức xạ mạnh mẽ là một bước đột phá trong hiểu biết của chúng ta về hoạt động của các siêu sao khổng lồ đỏ ngay trước khi chúng chết. Quan trọng hơn là khám phá của nhóm nghiên cứu mở đường cho các cuộc khảo sát nhằm tìm kiếm bức xạ phát sáng từ các siêu sao đó, giúp thu thập thêm bằng chứng cho thấy hành vi đó có thể báo hiệu thời khắc sắp lụi tàn của một ngôi sao lớn. Tác giả chính của nghiên cứu cho biết thêm, tôi vui mừng nhất bởi tất cả những ẩn số mới đã được mở khóa nhờ khám phá này. Việc phát hiện thêm các sự kiện như SN2020TLF sẽ tác động đáng kể đến cách chúng ta xác định những tháng cuối cùng của quá trình tiến hóa sao, hợp nhất các nhà quan sát và nhà lý thuyết trong nhiệm vụ giải mã bí ẩn về cách các ngôi sao lớn trải qua những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Các nhà thiên văn học hy vọng sẽ phát hiện thêm nhiều siêu sao khổng lồ đỏ trước khi phun trào để hiểu rõ hơn về những ngày cuối cùng của chúng dẫn đến sự kiện siêu tân tinh. Như đã nói ở trên, vào cuối vòng đời, mặt trời cũng sẽ trở thành một sao khổng lồ đỏ. Mặt trời giữ vai trò quyết định, cung cấp năng lượng cho sự sống trên trái đất. Và nếu không có mặt trời, chúng ta sẽ không có mặt ở đây trên hành tinh này. Nhưng các ngôi sao cũng có tuổi thọ và giới hạn. Đến một ngày nào đó, mặt trời cũng sẽ tắt. Tuy nhiên, bạn không cần lo lắng về thời khắc này, bởi vì theo ước tính, nó còn khoảng từ 4,5 đến 5 tỷ năm nữa. Ở thời điểm hiện tại, ngôi sao của chúng ta hiện đang ở trong giai đoạn ổn định nhất trong chu kỳ sống của nó. Một khi nguồn hydro cạn kiệt, mặt trời sẽ phát triển ra khỏi giai đoạn ổn định. Nó sẽ phình to, trở thành một sao khổng lồ đỏ, bao bọc các hành tinh ở bên trong, có thể bao gồm cả trái đất của chúng ta. Hiện tại, số phận của trái đất vẫn chưa được xác định rõ ràng. Cũng có thể, trái đất sẽ bị đẩy ra quỹ đạo xa hơn và thoát khỏi mặt trời già. Và khi đó, nó sẽ duy trì trạng thái khổng lồ đỏ trong khoảng 1 tỷ năm. Sau đó, hydro trong lõi cạn kiệt để lại một lượng helium dồi dào. Nguyên tố đó sẽ hợp nhất thành các nguyên tố nặng hơn như oxy và carbon trong các phản ứng không phát ra nhiều năng lượng. Một khi tất cả heli biến mất, lực hấp dẫn sẽ tiếp quản, lõi mặt trời nén lại thành một ngôi sao lùn trắng. Tất cả vật chất ở bên ngoài sẽ tiêu tan, để lại một tinh vân hành tinh. Các nhà thiên văn học ước tính rằng mặt trời còn khoảng 7 tỷ đến 8 tỷ năm nữa trước khi trở thành một sao lùn trắng và tắt hẳn. Mặt trời của chúng ta không đủ lớn để kích hoạt một vụ nổ siêu tân tinh, bởi để tạo ra một siêu tân tinh, một ngôi sao cần khối lượng gấp khoảng 10 lần mặt trời của chúng ta. Và khi mặt trời chết đi, nó cũng không bao giờ trở thành một lỗ đen, bởi để tạo ra một lỗ đen phía sau một siêu tân tinh, ngôi sao đó phải có khối lượng gấp khoảng 20 lần mặt trời. Nhưng dù sao, sau sự kiện lần này sẽ giúp các nhà khoa học hiểu hơn về những gì sẽ xảy ra với mặt trời khi sự sống của nó kết thúc. Các nghiên cứu trước đây cho thấy có thể có hai cách chính mà các hành tinh đất đá như trái đất được hình thành. Mô hình cổ điển đề xuất rằng những tảng đá có kích thước khổng lồ cỡ mặt trăng đến hỏa tinh là nguồn gốc hình thành nên các hành tinh đất đá. Vào cuối kỷ nguyên hình thành hành tinh, miền trong hệ mặt trời từng có tới 50 đến 100 phôi thai hành tinh có kích thước như vậy.
Các vật thể này va đập và hợp nhất trong khoảng ít hơn 100 triệu năm khiến chúng lớn dần. Chúng tương tác hấp dẫn với nhau, kéo quỹ đạo lại gần và va đập để lớn lên thành bốn hành tinh đất đá mà chúng ta biết đến ngày nay. Đó là Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất và Hỏa tinh. Một cú va đập lớn như vậy giữa Trái đất và hành tinh giả định Theia có thể đã hình thành nên mặt trăng, trong khi một cú khác đã tách mất lớp vỏ ngoài của Thủy tinh lúc tuổi trẻ. Đó là lý thuyết của mô hình đầu tiên. Một mô hình khác mới hơn cho rằng những viên đá cuội nhỏ ở vòng ngoài hệ mặt trời trôi dạt vào vòng trong về phía mặt trời và dần dần tích tụ thành các hành tinh đất đá. Quá trình này được cho là thiết yếu đối với sự hình thành lõi của các hành tinh khổng lồ như Mộc tinh và Thổ tinh. Nhưng các nhà khoa học không biết liệu nó có nguồn gốc hình thành nên các hành tinh đất đá giống như Trái đất và Hỏa tinh hay không. Để xem mô hình nào có khả năng giải thích tốt nhất cách các hành tinh đất đá trong hệ mặt trời được hình thành, các nhà khoa học đã phân tích tổng cộng khoảng 22 gam vật chất từ 17 thiên thạch có nguồn gốc từ Hỏa tinh. Những tảng đá này đã bị nổ tung khỏi hành tinh đỏ do tác động của các tiểu hành tinh cổ đại. Bằng một cách nào đó, chúng đã đến được Trái đất. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra các mẫu vật thay đổi như thế nào trong thành phần đồng vị của chúng. Như chúng ta đã biết, đồng vị là các dạng của cùng một nguyên tố hóa học, chỉ khác nhau về số lượng neutron trong hạt nhân của chúng. Ví dụ, uranium-234 có 142 neutron trong lõi, trong khi uranium-238 có 146 neutron. Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã so sánh mức độ của các đồng vị titan, zirconi và molybdenum từ Hỏa tinh và từ Trái đất, so sánh với đồng vị của các nhóm thiên thạch khác nhau từ bên trong và bên ngoài hệ mặt trời. Họ nhận thấy đá trên Trái đất và Hỏa tinh gần giống với thiên thạch từ bên trong hệ mặt trời, chỉ khoảng 4% thành phần của chúng giống với vật chất bên ngoài hệ mặt trời. Tác giả chính của nghiên cứu, nhà khoa học hành tinh Christoph Bucha từ Đại học Munters, Đức cho biết, nhìn chung nghiên cứu cho thấy Trái đất và Hỏa tinh được hình thành từ vật chất phần lớn có nguồn gốc từ bên trong hệ mặt trời. Chỉ một vài phần trăm vật chất của hai hành tinh này có nguồn gốc ở bên ngoài. Điều này có nghĩa mô hình cổ điển đã đúng. Mặc dù sự tích tụ đá cuội có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành hành tinh đá xung quanh các ngôi sao khác, nhưng một lý do khiến nó có thể chỉ đóng một vai trò nhỏ trong việc hình thành hành tinh đá trong hệ mặt trời của chúng ta. Nguyên nhân là Mộc tinh có thể đã nuốt chửng phần lớn đá cuội và bụi từ bên ngoài hệ mặt trời, khiến chúng không có cơ hội trôi vào bên trong. Vì thế, Trái đất và Hỏa tinh hình thành chủ yếu từ các vật liệu sẵn có bên trong hệ mặt trời. Bucha nói thêm, không còn nghi ngờ gì nữa, Mộc tinh với tư cách là vua của các hành tinh có ảnh hưởng đến những gì đang diễn ra trong hệ mặt trời. Nếu không có Mộc tinh, ngày nay chúng ta có thể ngồi trên một hành tinh siêu Trái đất. Phát hiện mới cũng cho thấy cả Trái đất và Hỏa tinh có khả năng kết hợp vật chất từ một nhóm đá vũ trụ hiện chưa được khoa học biết đến. Vì vậy, một cuộc săn lùng vẫn đang được tiến hành. Nhưng một vấn đề vẫn chưa được giải quyết trong mô hình này là nó không thể giải thích được quỹ đạo gần tròn và ổn định như ngày nay. Nếu ban đầu quỹ đạo của tiền hành tinh đất đá có độ lệch tâm rất lớn để va chạm với nhau, thì không hiểu bằng cách nào đó, sau khi va chạm và bồi tụ thành những hành tinh có kích thước lớn, chúng lại trở thành quỹ đạo gần tròn và ổn định như vậy. Đó thực sự là một câu hỏi hóc búa làm đau đầu các nhà nghiên cứu. Họ đặt ra một giả thuyết gọi là trút bỏ độ lệch tâm. Giả thuyết là kết quả của việc các hành tinh đất đá hình thành trong một đĩa khí chưa bị mặt trời đẩy đi. Mà sát hấp dẫn của lượng khí tồn lưu này dần dần làm giảm năng lượng của các hành tinh và khiến quỹ đạo của chúng dần trở nên ổn định. Tuy nhiên, nếu một đĩa khí như vậy từng tồn tại, thì ngay từ đầu, nó đã không cho phép các quỹ đạo lệch tâm xuất hiện. Một giả thuyết khác là ma sát hấp dẫn không xảy ra giữa các hành tinh và khí tồn lưu, mà là giữa hành tinh với các vật thể nhỏ chưa bị hấp thu còn lại. Khi các vật thể lớn di chuyển giữa một đám những vật thể nhỏ hơn
Các vật thể nhỏ này bị hút bởi lực hấp dẫn của các vật thể lớn, tạo nên một vùng có mật độ cao hơn hay một vệt đuôi hấp dẫn, giống như vệt sóng ở đuôi của tàu thủy. Trên đường đi của vật thể lớn, hấp dẫn ngày càng tăng ở vệt đuôi, làm cho vật thể lớn hơn chậm lại và đi vào một quỹ đạo đều đặn hơn. Có thể thấy, hệ mặt trời thì rộng lớn mà con người thì nhỏ bé đến khó tin. Sự hiểu biết của con người về hệ mặt trời đến nay vẫn chỉ như một hạt cát nhỏ giữa sa mạc bao la. Tất cả chỉ mới dừng lại ở những lý thuyết căn bản về hệ mặt trời. Nguồn gốc của hệ mặt trời, cách hình thành nên các hành tinh vẫn luôn luôn có thể bị thay đổi. Khi tri thức của con người ngày càng được hỗ trợ nhiều hơn bởi các công nghệ hiện đại, chúng ta có cơ hội tiếp cận gần hơn tới những lời giải thích chính xác hơn. Với vũ trụ, không gì là không thể xảy ra. Vì thế, con người không tiếc công sức, thời gian và tiền bạc đổ vào những dự án thế kỷ với mong muốn khám phá nguồn gốc của chính mình, thậm chí là nơi ẩn náu của những người hàng xóm chưa từng gặp mặt. Khi biết chính xác nguồn gốc của mình, chúng ta có hy vọng tìm ra những sự sống thông minh bên ngoài trái đất. Vũ trụ được cho là bắt đầu từ vụ nổ lớn Big Bang, khai sinh ra không gian, thời gian, vật chất và năng lượng. Đó là mô hình lý thuyết vụ nổ lớn được các nhà khoa học chấp nhận rộng rãi nhất. Lý thuyết này đã trở thành mô hình vũ trụ học nổi bật, miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ. Bất chấp biệt danh nổi tiếng của nó là vụ nổ lớn, Big Bang không thực sự là một vụ nổ theo nghĩa thông thường, mà đúng hơn, đây là một khoảnh khắc trong thời gian. Theo đó, vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 13,8 tỷ năm trước và được coi là tuổi của vũ trụ. Đó là thời điểm mà thời gian bắt đầu, tức thời điểm mà tất cả các phiên bản tiếp theo được tính. Thời kỳ này, vũ trụ cực kỳ nóng và đặc, không gian bắt đầu mở rộng ra bên ngoài theo mọi hướng cùng một lúc. Mặc dù mô hình của vụ nổ lớn nói rằng vũ trụ là một điểm nhỏ vô cùng, có mật độ vô hạn, nhưng đó chỉ là một cách nói truyền miệng. Chúng ta không hoàn toàn biết chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó. Các phép toán vô hạn là không có ý nghĩa trong các phương trình vật lý. Vì vậy, vụ nổ lớn thực sự là thời điểm mà tại đó, hiểu biết hiện tại của chúng ta về vũ trụ bị phá vỡ. Sau thời điểm vụ nổ lớn, vũ trụ thực sự phát triển rất nhanh. Trong khoảng thời gian 10 mũ âm 30 giây, tức đó là số thập phân với 30 số 0 đứng trước số 1, vũ trụ có thể đã mở rộng theo cấp số nhân về kích thước, tách biệt các khu vực của vũ trụ mà trước đó chúng đã tiếp xúc gần gũi. Kỷ nguyên này được gọi là thời kỳ lạm phát. Các nhà vũ trụ học thích ý tưởng này vì nó giải thích tại sao các vùng không gian xa xôi lại xuất hiện rất giống nhau, mặc dù bị ngăn cách bởi những khoảng cách rộng lớn. Sau giai đoạn lạm phát, kích thước vũ trụ đã tăng lên gấp 10 mũ 30 lần so với kích thước ban đầu. Vài mili giây sau thời điểm vụ nổ lớn, vũ trụ sơ khai thực sự nóng. Chúng ta đang nói tới cái nóng ở 4.000 tỷ đến 6.000 tỷ độ C. Ở nhiệt độ như vậy, các hạt cơ bản được gọi là hạt quark thường được liên kết chặt chẽ bên trong proton và neutron sẽ tự do lang thang ở xung quanh. Các hạt gluon mang một lực cơ bản được gọi là lực mạnh đã được trộn lẫn với các hạt quark trong một chất lỏng nguyên thủy đậm đặc trải khắp vũ trụ. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng tạo ra các điều kiện tương tự trong các máy gia tốc hạt trên trái đất, nhưng trạng thái đó khó đạt được như ở vũ trụ sơ khai. Có rất nhiều hành động trong giai đoạn tiếp theo của thời gian, bắt đầu khoảng vài phần nghìn giây sau vụ nổ lớn. Sau khi vũ trụ giãn nở, nó nguội đi và chẳng bao lâu sau, các hạt quark kết hợp với nhau thành proton và neutron. Một giây sau vụ nổ lớn, mật độ của vũ trụ giảm xuống, đủ để các neutrino và những hạt cơ bản nhẹ nhất, ít tương tác nhất, chúng có thể bay về phía trước mà không va chạm với bất cứ thứ gì. Chúng tạo ra cái được gọi là nền neutrino vũ trụ, mà cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra chúng.
Trong 3 phút đầu tiên của vũ trụ, các proton và neutron đã hợp nhất với nhau, tạo thành một đồng vị của hydro được gọi là deuteri, cũng như heli và một lượng nhỏ nguyên tố liti. Nhưng một khi nhiệt độ giảm, quá trình này dừng lại. Cuối cùng, 380.000 năm sau vụ nổ lớn, mọi thứ đã đủ nguội để hydro và heli có thể kết hợp với các điện tử tự do tạo nên các nguyên tử trung hòa đầu tiên. Các photon trước đây đã chạy vào trong các electron, giờ có thể di chuyển mà không bị can thiệp, tạo ra nền vi sóng vũ trụ CMB. Vào năm 1965, lần đầu tiên con người phát hiện ra dấu vết của nền vi sóng vũ trụ CMB. Trong một thời gian rất dài, khoảng 100 triệu năm sau đó, không có gì trong vũ trụ phát ra ánh sáng. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ đen tối của vũ trụ. Kỷ nguyên này vẫn cực kỳ khó nghiên cứu vì kiến thức của các nhà thiên văn học về vũ trụ hầu như hoàn toàn đến từ ánh sáng sao. Khi không có bất kỳ ngôi sao nào thì thật khó để biết chuyện gì đã xảy ra trong thời kỳ đen tối ấy. Vào khoảng 180 triệu năm sau vụ nổ lớn, những ngôi sao đầu tiên xuất hiện. Sự sụp đổ hydro và helium tạo thành những quả cầu lớn. Các phản ứng tổng hợp hạt nhân ở trong lõi được kích hoạt khiến các ngôi sao bừng sáng. Chính nhờ vậy, vũ trụ bước vào thời kỳ bình minh, hay còn gọi là thời kỳ ion hóa, bởi vì các photon nóng do các ngôi sao và thiên hà ban đầu bức xạ đã phá vỡ các nguyên tử hydro trung tính trong không gian giữa các vì sao, tạo thành proton và electron. Một quá trình được gọi là ion hóa. Rất khó để nói quá trình tái ion hóa kéo dài bao lâu bởi vì nó xuất hiện quá sớm. Các nhà khoa học dự đoán rằng nó đã kết thúc khoảng 500 triệu năm sau vụ nổ Big Bang. Sau giai đoạn này, các cấu trúc quy mô lớn được hình thành mà ngày nay chúng ta quen gọi là sự hợp nhất của các thiên hà. Các thiên hà nhỏ ban đầu bắt đầu hợp nhất với nhau tạo nên các thiên hà lớn hơn. Vào khoảng 1 tỷ năm sau vụ nổ lớn, các lỗ đen siêu lớn hình thành ở trung tâm của thiên hà. Chúng có hoạt động mạnh mẽ, hút các vật chất ở xung quanh, tạo thành các chuẩn tinh. Và rồi các chuẩn tinh đó trở thành những ngọn hải đăng trong vũ trụ. Chúng ta có thể quan sát chúng ở khoảng cách 12 tỷ năm ánh sáng. Trong vài tỷ năm tiếp theo, vũ trụ tiếp tục phát triển. Các điểm có mật độ cao hơn từ vũ trụ nguyên thủy đã hút vật chất vào bản thân chúng. Chúng từ từ phát triển thành các cụm thiên hà và các dải khí và bụi dài, tạo ra một mạng lưới vũ trụ dạng sợi tuyệt đẹp mà chúng ta có thể nhìn thấy ngày nay. Sau khi các cấu trúc lớn được hình thành, ở một khu vực nào đó, dải ngân hà hay còn được gọi là thiên hà Milky Way cũng được sinh ra. Và rồi nó dần sát nhập với các thiên hà nhỏ hơn, các cụm sao để trở thành một thiên hà như chúng ta thấy ngày nay. Sau đó, khoảng 4,5 tỷ năm trước, hệ mặt trời của chúng ta cũng được hình thành. Một đám mây khí trong dải ngân hà đã sụp đổ thành ngôi sao màu vàng, đó là mặt trời thân yêu của chúng ta. Mặt trời sơ sinh với một hệ thống các vòng bao quanh nó trông hệt như một vành đai thổ tinh ngày nay. Những vành đai này sau đó kết hợp thành 8 hành tinh cùng với nhiều sao chổi, tiểu hành tinh lùn và mặt trăng tạo thành một hệ thống quen thuộc mà chúng ta gọi đó là hệ mặt trời. Ở trong hệ thống sao trẻ mới được sinh ra, nằm cách mặt trời khoảng 150 triệu km, một hành tinh đất đá được hình thành. Đó là trái đất thân yêu. Các nhà khoa học tin rằng, cách đây khoảng 3,8 đến 3,5 tỷ năm trước, ở trái đất giàu nước, những vi khuẩn nhỏ bé đơn giản đã nhanh chóng xuất hiện. Tiếp theo đó là những dạng sống phức tạp hơn, và rồi đến những loài to lớn như khủng long hay các loài vật cổ đại khác. Cuối cùng đến khoảng 200.000 năm trước, những sinh vật đứng thẳng xuất hiện, chúng được cho là tổ tiên của loài người. Và rồi qua thời gian, bộ óc vĩ đại của con người đã giúp chúng ta hiểu được về nguồn gốc của vũ trụ. Nếu vũ trụ đã có khởi đầu như vậy, thì liệu nó có kết thúc hay không? Tất nhiên, đó không phải là kết thúc của mọi thứ. Các nhà vật lý vẫn chưa biết rõ điều gì đang tồn tại trong vũ trụ. Nhiều người cho rằng, để hiểu được vũ trụ,
chúng ta cần hiểu được cách thức vận hành của năng lượng tối và vật chất tối, một thế lực bí ẩn mà cho đến nay con người không biết nhiều về chúng. Có thể trong tương lai, vũ trụ sẽ tiếp tục giãn nở mãi mãi, đủ lâu để tất cả các ngôi sao trong tất cả các thiên hà đều cạn kiệt nhiên liệu, và thậm chí các lỗ đen sẽ bốc hơi thành hư không, để lại một vũ trụ tĩnh lặng bao trùm bởi bóng tối. Cũng có thể vũ trụ sẽ không kết thúc như vậy, mà chúng theo một chu kỳ tuần hoàn. Khi đó, vũ trụ giãn nở đến một giai đoạn nhất định, nó sẽ co lại, và rồi toàn bộ vật chất bị dồn nén với nhau, tạo ra những cú này để trở thành một vụ nổ Big Bang tiếp theo, khai sinh ra vũ trụ mới. Cho đến hiện tại, không ai chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra. Hy vọng rằng, đến một lúc nào đó, con người sẽ đủ năng lực hiểu được cách thức vận hành của vũ trụ để chúng ta có thể làm chủ chính không gian, thời gian mà con người đang sinh sống. Vũ trụ không chỉ mang đến cho chúng ta một vẻ đẹp kỳ bí, mà nó còn có vô vàn những hiện tượng thiên văn tuyệt đẹp khi quan sát từ trái đất. Những màn trình diễn ánh sáng, những màu sắc lung linh của vũ trụ vẫn luôn có sức hút mãnh liệt với những người yêu thích thiên văn. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng điểm qua những sự kiện thiên văn đáng chú ý nhất trong năm 2022 nhé! Tháng 1, mưa sao băng Quarantis. Sự kiện đáng chú ý đầu tiên trong năm nay là mưa sao băng Quarantis. Đây là trận mưa sao băng thường rơi vào tháng riêng hàng năm. Những vệt sáng trên bầu trời sẽ xuất hiện phía đông bắc, ngay gần tay cầm của chòm sao bắt đầu. Năm nay, mưa sao băng đạt đỉnh điểm vào đêm ngày mùng 3, rạng sáng ngày mùng 4 tháng 1. Ở thời điểm đó, trăng khuyết mảnh mai sẽ lặn sớm, để lại bầu trời đen tối lý tưởng cho một buổi trình diễn sao băng xuất sắc. Trận mưa sao băng năm mới này tạo ra các ngôi sao băng sáng hơn mức trung bình với tần suất 25 đến 100 vệt sao băng mỗi giờ, tùy thuộc vào mức độ ô nhiễm ánh sáng. Cách tốt nhất để quan sát được nhiều sao băng là bạn hãy tìm một vị trí cách xa ánh đèn thành phố và đợi khoảng 20 phút để mắt của bạn hoàn toàn thích nghi với bóng tối. Nếu bạn đã xem được những vệt sao băng tuyệt đẹp Quarantis của năm nay, đừng quên chia sẻ với top thú vị bên dưới phần bình luận nhé! Tháng 3 và tháng 4, màn trình diễn của bộ ba Hỏa tinh, Thổ tinh và Kim tinh. Sau khi kết thúc mưa sao băng Quarantis, vào tháng 2 sẽ là một tháng có ít sự kiện thiên văn đáng chú ý. Nhưng những điều tuyệt vời sẽ dành cho những người biết kiên nhẫn chờ đợi. Vào cuối tháng 3, những người dậy sớm sẽ có dịp chứng kiến ba hành tinh hội tụ trên bầu trời. Nhìn lên bầu trời thấp phía đông nam, khoảng 1 giờ trước khi mặt trời mọc, bạn sẽ bắt gặp Kim tinh, Hỏa tinh và Thổ tinh nhóm lại với nhau thành một cụm tam giác. Bộ ba gần nhau đến mức chúng sẽ ở trong cùng một trường quan sát của một số kính thiên văn và ống nhòm. Hiện tượng này sẽ tiếp tục sau khi lịch chuyển sang tháng 4. Khi đó, Kim tinh sẽ tách ra xa hơn một chút, trong khi Hỏa tinh và Thổ tinh vẫn xuất hiện cực gần vào các buổi sáng ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 4. Ở thời điểm đó, chúng gần như trùng vào nhau. Nếu bạn là người yêu thích ba tinh tú này, đừng bỏ lỡ cơ hội quan sát chúng hội tụ vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm nay nhé! Tháng 4, mưa sao băng và nhật thực một phần. Tháng 4 là tháng thiên văn toàn cầu, và những người muốn chiêm ngưỡng bầu trời đêm sẽ có một tháng bận rộn. Nếu đầu tháng 4, bộ ba Hỏa tinh, Thổ tinh, Kim tinh hội tụ, thì đến ngày 21 và 22 tháng 4 là thời điểm mưa sao băng Lyrit cực đại. Đây sẽ là trận mưa sao băng đầu tiên đạt cực đại trong hơn 3 tháng, chấm dứt đợt hạn hán mưa sao băng kéo dài. Ở thời điểm đó, nó có thể xuất hiện khoảng 15 vệt sao băng mỗi giờ. Những ai muốn cùng người yêu ngắm mưa sao băng thì hãy tranh thủ khoảng thời gian này để cùng người ấy có một đêm ngắm sao lãng mạn nhé! Sự kiện thiên văn lớn tiếp theo trong tháng 4 là nhật thực một phần. Nhật thực một phần xảy ra khi mặt trăng chỉ che một phần mặt trời, đôi khi trông giống như một chiếc bánh quy cắn dở.
năm 2022 sẽ xảy ra hai lần nhật thực một phần. Lần đầu tiên là vào ngày 30 tháng 4, nhật thực một phần sẽ xuất hiện ở miền Nam Nam Mỹ, một phần của Nam Cực và trên các phần của Thái Bình Dương và Nam Đại Dương. Mặt trăng sẽ đi qua giữa trái đất và mặt trời. Vào thời điểm nhật thực cực đại, khoảng 64% mặt trời sẽ bị mặt trăng che phủ. Để xem được mức độ lớn nhất của nhật thực, người xem phải ở Nam Đại Dương, phía tây bán đảo Nam Cực. Tuy nhiên, những người theo dõi nhật thực ở các vùng cực nam của Chile và Argentina cũng sẽ có thể nhìn thấy khoảng 60% mặt trời bị mặt trăng che khuất. Nếu bạn có kế hoạch xem nhật thực vào ngày 30 tháng 4, hãy nhớ sử dụng kính mắt đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn để không làm tổn thương mắt các bạn nhé. Tháng 5, mưa sao băng và nguyệt thực toàn phần. Vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 5, những ai yêu thích ngắm mưa sao băng một lần nữa được toại nguyện khi có mưa sao băng Eta Aquarius. Đây là trận mưa sao băng trên mức trung bình, có khả năng tạo ra 60 vệt sao băng mỗi giờ vào lúc cực đại. Thời gian xem tốt nhất là sau nửa đêm. Bạn hãy lựa chọn một vị trí tốt, xa ánh đèn đô thị để tận hưởng màn trình diễn tuyệt vời này nhé. Cũng trong tháng 5, đến ngày 15 và 16 tháng 5 sẽ là lúc diễn ra nguyệt thực toàn phần. Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi mặt trăng đi qua vùng bóng tối của trái đất. Mặt trăng sẽ bị che khuất hoàn toàn và dần dần chuyển sang màu đỏ cam. Thời điểm xảy ra nguyệt thực gần hoặc ngay sau khi mặt trăng mọc dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, ở bang Oregon và bang Washington của Mỹ và qua phần lớn miền Tây và Trung Bắc của Canada. Thật tiếc khi phải nói với các bạn rằng kỳ nguyệt thực này sẽ không thể quan sát được tại Việt Nam do vị trí địa lý không cho phép. Tháng 6, năm hành tinh thẳng hàng và siêu trăng. Vào tháng 6, một hiện tượng thiên văn khá thú vị sẽ xảy ra. Khi đó, năm hành tinh trong hệ mặt trời gần như xếp thành một đường thẳng khi quan sát từ trái đất. Thời điểm xảy ra hiện tượng vào lúc chạng vạng buổi sáng trong hai tuần cuối của tháng 6 và chúng ta có thể quan sát chúng dễ dàng bằng mắt thường. Điều tuyệt vời hơn nữa là tất cả chúng được sắp xếp theo thứ tự từ mặt trời, thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh và thổ tinh. Và nếu bầu trời trong xanh, dãy thẳng hàng này còn có thể có thêm ngôi sao thứ 6, đó là Thiên Vương Tinh. Đây chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc hết sức thú vị, vì vậy bạn hãy dậy sớm vào những ngày cuối tháng 6 để chứng kiến hiện tượng tuyệt vời này nhé. Năm 2022 sẽ có 3 siêu trăng và siêu trăng đầu tiên sẽ phát sáng vào giữa tháng 6. Khi đó, mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện của trái đất với mặt trời và mặt của nó được chiếu sáng hoàn toàn. Siêu trăng xảy ra khi mặt trăng vào thời kỳ trăng tròn hoặc trăng non trùng vào thời điểm cận địa, tức mặt trăng có khoảng cách gần nhất so với trái đất, làm cho kích thước biểu kiến của nó to hơn bình thường khi quan sát từ trái đất. Siêu trăng tháng 6 sẽ xuất hiện vào ngày 14 tháng 6 năm nay. Nếu bạn là người thích ngắm siêu trăng, đừng bỏ qua siêu trăng tháng 6 của năm này nhé! Tháng 7, siêu trăng lớn nhất năm 2022. Tối ngày 13 tháng 7, mặt trăng tròn sẽ đến điểm gần trái đất nhất trong năm 2022. Khi đó, mặt trăng cách trái đất khoảng 357.264 km. Và đây sẽ là siêu trăng lớn nhất của năm 2022. Ngắm siêu trăng vào một buổi tối mùa hè mát mẻ, đừng quên chuẩn bị máy ảnh xịn để săn những bức ảnh siêu trăng các bạn nhé. Đến ngày 28 và 29 tháng 7 cũng xuất hiện mưa sao băng Delta Aquarius. Đây là trận mưa sao băng trung bình, nó có thể tạo ra khoảng 20 vệt sao băng mỗi giờ vào lúc cực đại. Nếu bạn đủ kiên nhẫn và lựa chọn cho mình một địa điểm lý tưởng, bạn có thể chiêm ngưỡng mưa sao băng Delta Aquarius vào ngày 28 và 29 tháng 7 nhé. Tháng 8, mưa sao băng Perseus. Một trong những trận mưa sao băng nổi tiếng nhất hàng năm đạt cực đại vào mùa hè là mưa sao băng Perseus. Đợt mưa sao băng này được hình thành bởi những mảnh vụn của sao chổi Swift-Tuttler. Mưa sao băng Perseus cực đại rơi vào đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13 tháng 8 năm nay. Nếu điều kiện thời tiết tốt,
mưa sao băng Perseus có thể mang tới 100 vệt sao băng lúc cực đại. Tuy nhiên, màn trình diễn mùa hè hàng năm của mưa sao băng Perseus thường bị cản trở bởi ánh sáng của trăng tròn, khiến sao băng trông mờ hơn. Do đó, bạn cần chọn cho mình một vị trí thích hợp để quan sát mưa sao băng Perseus năm nay nhé. Tháng 9, Mộc Tinh tiến gần trái đất nhất trong 59 năm qua. Vào tháng 9 năm nay, Mộc Tinh, hành tinh lớn nhất hệ mặt trời của chúng ta, sẽ tiến đến gần trái đất nhất trong 59 năm qua, kể từ tháng 10 năm 1963. Khi đó, nó cách trái đất khoảng 591,2 triệu km. Thời điểm đó, hành tinh này sẽ rất lớn và rất sáng so với những ngôi sao mờ của chòm sao Song Ngư. Nếu bạn là người yêu thích anh chàng Mộc Tinh khổng lồ, đừng bỏ lỡ cơ hội quan sát trong tháng 9 nhé! Tháng 10, nhật thực một phần. Đây là lần nhật thực thứ 2 và cũng là nhật thực cuối cùng của năm 2022. Kỳ nhật thực một phần này sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Đây là bản đồ đường đi nhật thực lần này. Nó được quan sát tốt nhất ở khu vực phía tây nam nước Nga và Kazakhstan. Nếu bạn muốn quan sát nhật thực một phần tháng 10, hãy chuẩn bị hành lý sang nước Nga hoặc Kazakhstan để có cơ hội chiêm ngưỡng tốt nhất. Tháng 11, nguyệt thực toàn phần và hai trận mưa sao băng. Tháng 11 chứng kiến sự xuất hiện của nguyệt thực toàn phần lần thứ 2 trong năm, và đây là hiện tượng thiên văn được chờ đón nhất đối với người Việt Nam. Thời điểm diễn ra nguyệt thực toàn phần là ngày mùng 8 tháng 11. Nếu trời quang đãng, hiện tượng này có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường và không cần dùng đến công cụ hỗ trợ. Mặt trăng sẽ đi qua phía bắc của tâm bóng tối, khi đó mặt trăng sẽ tối dần và sau đó chuyển sang màu rỉ sắt hoặc đỏ như máu. Nguyệt thực lần này có thể quan sát dễ dàng ở khắp miền đông nước Nga, Nhật Bản, Australia, Thái Bình Dương và một phần miền Tây và Trung Bắc Mỹ. Điều này có nghĩa chúng ta có thể quan sát nguyệt thực ở Việt Nam. Trong sự kiện lần này, nguyệt thực sẽ kéo dài khoảng 1 giờ 25 phút. Nếu bạn muốn ngắm nguyệt thực tháng 11, hãy nhớ quan sát nó vào ngày mùng 8 tháng 11 năm nay nhé. Cũng trong tháng 11, sẽ có thêm hai trận mưa sao băng. Đỉnh điểm của mưa sao băng cỡ nhỏ với tên gọi Tauris vào đêm ngày mùng 4 và rạng sáng ngày mùng 5 tháng 11. Do Tauris là mưa sao băng cỡ nhỏ, người quan sát sẽ chỉ được chứng kiến khoảng 10 vệt sao băng mỗi giờ lúc cực đại. Cuối tháng 11 còn diễn ra mưa sao băng Leonis. Đây là đợt mưa sao băng xuất hiện ở vị trí chòm sao Sư Tử. Trận mưa sao băng cỡ trung bình này đạt cực đại vào đêm ngày 17 tháng 11. Khi đó, nó xuất hiện khoảng 30 vệt sao băng mỗi giờ. Bạn cũng đừng bỏ lỡ hai trận mưa sao băng tháng 11 của năm nay nhé! Tháng 12, mưa sao băng Geminis. Một trong những trận mưa sao băng hàng năm được mong đợi nhất cũng sẽ là một trong những sự kiện thiên văn học cuối cùng trong năm, khi mưa sao băng Geminis đạt cực đại trong tuần thứ 2 của tháng 12. Vào ngày 13 và 14 tháng 12 là lúc mưa sao băng Geminis đạt cực đại. Ở thời điểm này, mưa sao băng có thể mang tới 100 đến 120 vệt sao băng mỗi giờ. Người quan sát cũng có thể chứng kiến mưa sao băng Geminis với tần suất vừa phải hơn xuyên suốt cả tháng 12. Do đó, bạn hãy lựa chọn cho mình một vị trí hoàn hảo để ngắm mưa sao băng cuối cùng của năm này nhé! Năm 2021, những người quan tâm về vật thể bay không xác định UFO và người ngoài hành tinh đã có những ngày hồi hộp chờ đợi báo cáo của chính phủ Mỹ về vấn đề bí ẩn nhất thế giới UFO. Nhiều năm qua, người ta vẫn tin rằng Lầu Năm Góc đã giấu giếm những thông tin về người ngoài hành tinh để tránh sự chia rẽ và hoảng sợ. Và vào tháng 6 năm nay, khi đội đặc nhiệm buộc phải báo cáo sau nỗ lực điều tra UFO, công chúng đã háo hức chờ đợi một thông báo bom tấn. Báo cáo thống kê về 144 lần gặp UFO giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2021.
hầu hết các hiện tượng không xác định có thể đại diện cho các vật chất từ chim trời, bóng bay cho đến các thiết bị giám sát, v.v. Nhiều người chờ đợi sự thừa nhận về trí thông minh ngoài trái đất hẳn đã có đôi chút thất vọng khi bản báo cáo không đưa ra bất cứ liên kết nào trong số 144 cuộc chạm trán với hoạt động của người ngoài hành tinh. Nếu bản báo cáo tóm tắt 9 trang giấy của cơ quan điều tra Mỹ không đáp ứng được kỳ vọng của những người săn tìm sự sống thông minh ngoài trái đất, thì những cá nhân, quan chức Mỹ và NASA lại làm điều hoàn toàn ngược lại. Không ít lần họ đã úp mở người ngoài hành tinh là có thật. Chắc hẳn các bạn vẫn chưa quên những hình ảnh này. Vào tháng 5, Jeremy Corbell, một nhà làm phim điều tra, công bố video về UFO được quay trên tàu chiến hạm USS Omaha khi nó di chuyển ngoài khơi bang California, Mỹ vào ngày 15 tháng 7 năm 2019. Video cho thấy radar đang ghi nhận một cuộc chạm trán đáng kể với UFO. Trong video, ít nhất 14 vật thể bay không xác định đã di chuyển với tốc độ cao bao quanh chiến hạm. Thủy thủ đoàn tỏ ra ngỡ ngàng khi tìm cách xác định tốc độ và hướng bay của chúng. Một trong những vật thể đã lao xuống biển và tàu ngầm được triển khai để tìm kiếm dấu vết của nó, nhưng không có kết quả. Trước những hình ảnh không thể chối cãi, người ta lại đặt câu hỏi cho những người đứng đầu chính phủ Mỹ và NASA về việc người ngoài hành tinh có thật hay không. Giám đốc NASA Bill Nelson phát biểu hồi tháng 6 rằng ông và các lãnh đạo cấp cao của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, NASA, cũng không rõ những vật thể bay không xác định mà các phi công hải quân đã nhìn thấy là gì. Ông không tin UFO là bằng chứng cho thấy người ngoài hành tinh đã đến trái đất, nhưng thừa nhận còn quá sớm để loại trừ khả năng đó. Ông chia sẻ, dựa vào những đặc điểm các phi công hải quân đã mô tả, chúng tôi không nghĩ đó là các hiện tượng quang học. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một chương trình truyền hình cũng thừa nhận rằng chúng tôi không thể giải thích cách chúng di chuyển, quỹ đạo của chúng. Chúng không có một mô hình giải thích dễ dàng. Vì vậy tôi nghĩ rằng mọi người vẫn đang xem xét một cách nghiêm túc, nỗ lực điều tra và tìm ra đó là gì. Còn Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ hồi tháng trước cho biết bà không loại trừ khả năng là có sự sống ngoài trái đất. Nếu sự sống ngoài trái đất là có thật, vậy chúng có thể ở đâu? Phải chăng chúng vẫn ẩn náu trong hệ mặt trời hay các ngoại hành tinh xa xôi? Câu trả lời có thể khiến nhiều người bất ngờ. Sự sống có thể bắt đầu từ những thế giới đa dạng mà ta không thể ngờ đến. Vật thể khắc nghiệt nhất của tự nhiên, lỗ đen, có thể là cường quốc của người ngoài hành tinh. Đây là kết luận của một nghiên cứu được công bố vào tháng 7 trên tạp chí của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia. Nghiên cứu cảnh báo các nhà khoa học không nên bỏ qua hố đen, bởi vì các hố đen có thể bức xạ năng lượng gấp 100.000 lần so với một ngôi sao như mặt trời của chúng ta. Chúng có thể trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các nền văn minh ngoài trái đất. Khi họ tìm cách cung cấp năng lượng cho thế giới của họ, người ngoài hành tinh có thể sử dụng cấu trúc công nghệ cao gọi là quả cầu Dyson, một cấu trúc khổng lồ hút năng lượng được đề xuất lần đầu tiên vào những năm 1960 để đánh cắp năng lượng từ đĩa vật chất nóng trắng xoay quanh đường chân trời của lỗ đen, sau đó bức xạ năng lượng được đưa ra bên ngoài trong không gian. Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng năng lượng được tái bức xạ sẽ tạo ra một dấu hiệu bước sóng riêng biệt mà các nhà thiên văn học có thể phát hiện nó từ trái đất. Ngoài hố đen, chúng ta cũng nên cách mạng hóa việc tìm kiếm. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Astrophysical hồi tháng 8 cho biết, thay vì tìm kiếm các hành tinh giống trái đất, sự sống cũng có thể bắt đầu từ các ngoại hành tinh kỳ lạ khác có lợi cho sự sống. Các hành tinh lớn gấp 2,5 lần trái đất và có các đại dương nước lỏng khổng lồ bên dưới bầu khí quyển giàu hydro có thể là điểm lý tưởng cho sự sống của vi sinh vật, tương tự các sinh vật sống cực đoan phát triển mạnh trong một số môi trường khắc nghiệt nhất của trái đất, chẳng hạn như miệng phun thủy nhiệt. Nếu việc quan sát những thế giới xa xôi là khó khăn, hãy lục lọi những ngóc ngách của hệ mặt trời.
mặt trăng Enceladus của Thổ tinh cũng không tệ. Một nghiên cứu hồi tháng 6 cho thấy, khí metan bay ra từ Enceladus, mặt trăng lớn thứ 6 của Thổ tinh, có thể là một dấu hiệu cho thấy sự sống ẩn náu dưới đáy biển của mặt trăng này. Năm 2005, tàu vũ trụ Cassini của NASA đã phát hiện ra các mạch phun nước làm nổ các hạt băng nước vào không gian từ các vết đứt gãy gần cực nam của Enceladus. Vật liệu đó được cho là đến từ một đại dương nước lỏng khổng lồ ẩn mình bên dưới lớp vỏ băng giá của mặt trăng. Nhưng nó không chỉ là nước mà tàu quỹ đạo tìm thấy nhiều hợp chất khác bao gồm dihydrogen và nhiều loại hợp chất hữu cơ chứa carbon, bao gồm cả metan cũng xuất hiện trong mạch nước phun. Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã chạy một loạt mô hình để xác định xem liệu những hợp chất đó có thể là bằng chứng về vi khuẩn ăn dihydrogen và tạo ra khí metan dưới dạng chất thải hay không. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng các vi khuẩn xì hơi metan thực sự có thể góp phần vào các mạch nước phun khí của mặt trăng, có nghĩa là không thể loại trừ sự sống trên có thể tồn tại trên Enceladus. Năm vừa qua, thật thú vị khi biết rằng người ngoài hành tinh trên 1.700 hệ sao, nếu có, họ đã có thể nhìn thấy chúng ta lớn lên. Trong khi những nỗ lực của con người để tìm kiếm nền văn minh ngoài hành tinh giữa các vì sao chỉ mới bắt đầu trong thế kỷ trước hoặc lâu hơn, hơn 1.700 nền văn minh ngoài hành tinh có thể đã theo dõi chúng ta từ hàng nghìn năm trước. Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 trên tạp chí Nature, 1.715 hệ thống sao gần đó đã có góc nhìn hoàn hảo về trái đất trong 5.000 năm qua. Và hơn 1.400 trong số đó vẫn có góc nhìn rõ ràng cho đến tận ngày nay. Tất cả những ngôi sao này đều nằm cách hành tinh của chúng ta khoảng 300 năm ánh sáng và có đến 75 vị trí các hành tinh quay quanh cách chúng ta chưa đầy 100 năm ánh sáng. Câu hỏi đặt ra đó là liệu có bất kỳ nền văn minh giả thuyết nào sống trong các hệ sao đó muốn giao tiếp với chúng ta hay không? Có thể họ cũng giống như chúng ta, khao khát tìm kiếm những người hàng xóm. Nhưng còn chúng ta có thể làm gì để chỉ đường cho họ? Gửi cho họ một bản đồ thiên hà hay các tín hiệu sóng vô tuyến hấp dẫn? Cả hai phương án đều có lợi thế của nó, nhưng không có phương án nào thực sự hoàn hảo. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2019, các nhà thiên văn học đã phát hiện thấy một tín hiệu đang chiếu về phía trái đất, có vẻ như là từ Proxima Centauri, hệ sao gần trái đất nhất, và là nơi có ít nhất một hành tinh tiềm năng cho sự sống. Vì tín hiệu rơi vào dải sóng vô tuyến hẹp, hiếm khi được tạo ra bởi máy bay hoặc vệ tinh của con người, nên các nhà nghiên cứu giải thích nó là dấu hiệu có thể có của công nghệ ngoài hành tinh. Nhưng tín hiệu đó không bao giờ lặp lại nữa. Và đến tháng 10, một công trình nghiên cứu trên tạp chí Thiên Văn giải thích tín hiệu đó không phải đến từ hệ sao Proxima Centauri. Có thể nó đến từ một máy bay hoặc thiết bị di động trục trặc gần kính thiên văn đã tạo ra. Ngay sau khi nghiên cứu được công bố, nhiều người cảm thấy thất vọng. Nhưng qua đó chúng ta thấy rằng những dấu hiệu mà chúng ta bắt gặp có thể là lần đầu được phát hiện, nhưng nó chưa chắc đã phải là tín hiệu bên ngoài trái đất. Đó cũng là bài học quý báu cho các nhà khoa học trong việc tìm kiếm các tín hiệu bên ngoài không gian. Phải nói rằng, UFO hay người ngoài hành tinh, cho đến nay chúng ta vẫn rất mơ hồ về nó. Mặc dù trải qua năm 2021 với nhiều những phát hiện đáng kinh ngạc, nhưng cho đến hiện tại chưa ai chắc chắn được câu trả lời liệu có người ngoài hành tinh hay không. Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng tổng hợp lại những phát hiện mới mẻ về người ngoài hành tinh trong năm 2021. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Tốt Thú Vị. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!